Ngày Tết cổ truyền của Việt Nam sắp đến gần, mỗi người dân Việt Nam của chúng ta ai cũng muốn trưng bày lên bàn thờ tổ tiên của mình những loại quả rất là đặc sắc. Một trong những cái loại quả đó là quả bưởi. Và hôm nay tôi đã đến với khu du lịch sinh thái Măng Đen để tìm hiểu một loại quả trong mâm ngũ quả của người dân Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là một buổi trải nghiệm đầy thú vị đối với tôi. Con chào chú ạ. Chú đang cắt cành ạ. Chú đang tỉa cành để cho dạ. Hoa vụ tới này. Cây này là giống bưởi gì chú ạ? Cây này là giống bưởi da xanh. Cháu tưởng bưởi da xanh chỉ có ở miền Tây con tôm mình mà cũng trồng được hả chú? Cây bưởi da xanh ấy là cái phổ thích nghi nó rất rộng. Đặc biệt trên Tây Nguyên này thì cái nhiệt độ nó rất ôn hòa, dòng bưởi da xanh này rất tốt. Đưa cây bưởi da xanh này về con tôm mình thì chú chăm sóc như thế nào? Việc đầu tiên ấy của sản xuất nông nghiệp là phải nghĩ đến thủy lợi cái đã. Đấy, dẫn thủy nhập biển là một sự nghiệp lớn lao của Tây Nguyên, nếu anh nào không làm được thì sẽ không bao giờ có thành công. Cái việc thứ hai là phải tuân thủ tất cả các kỹ thuật IBM trên đồng ruộng, đặc biệt là vấn đề thuốc sâu. Ở đây là chú phải dùng cái dầu khoáng cộng với abamectin, tức là thuốc trừ sâu sinh học chiết xuất lấm ra để mà quản lý cái dịch bệnh trên đồng ruộng mình. Do vậy là không có hại cho đồng ruộng, ít hại thiên địch, sản phẩm của mình ấy sẽ có cái bền vững và làm sẽ tốt hơn. Con tưởng đâu là cái bưởi da xanh là cái da nó màu xanh chứ đây sao cái da của nó màu vàng chú ạ? Cái bưởi da xanh thì ở miền Tây là nó màu xanh, người ta đã hái được rồi. Đấy là sinh thái vùng ấy nó vậy. Nhưng mà ở đây mình thì trên cao nguyên cho nên là thủy lệ tốt thì mình cứ thoải mái mình để thôi. Trái cây này là chú lưu trên cây đến 11 tháng và bây giờ nó chín. Mà bản chất trái bưởi thường thường chín là phải vàng. Mà trái cây qua mùa màng thì bao giờ nó cũng vàng tươi đẹp và rất là ngọt. Vậy vậy chú ơi, cái quả này thì con mua về ăn Tết được chắc là được rồi chú nhỉ à? Tốt lắm rồi, cúng ông bà đến rằm tháng riêng chất lượng vẫn tốt nguyên. Dạ. Chú cắt cho cháu một quả. Đấy, để tí nữa là cháu sẽ thưởng thức được cái hương vị của quả bưởi da xanh mà vỏ vàng ở Tây Nguyên. Vị ngọt của nó rất là thanh, nó rất là ngon. Mọng nước lắm. Dạ, mọng nước. Khi chúng ta ăn bưởi mà nó còn có dư âm đắng là không ngon rồi. Nó phải hơi có vị chua dịu. Đấy, ăn có cái hậu trong sau. Cơ duyên như thế nào mà chú lại đem giống bưởi da xanh này lên cái mảnh đất con tôm mình ạ? Chú thì người lính, tham gia chống Mỹ. Thế mà về với đời thường thì chú rất yêu nông nghiệp. Gắn bó với đây thì thấy mảnh đất này là mảnh đất hết sức đáng sống. Điều kiện sinh thái rất là tốt đẹp. Đầu tiên là chú trồng cây cà phê cơ. Nhưng mà rồi thì qua nghiên cứu xuống miền Tây ấy, thì thấy rằng là cây bưởi da xanh rất là tốt. Cho nên là chú mạnh dạn mang đến Tây Nguyên để chú trồng. Năm ngoái đấy là chú có tổ chức cái cuộc hội thảo đầu bờ. Toàn bộ các cơ quan khoa học tham gia hội thảo đều đánh giá là Măng Đen là một mảnh đất rất tiềm năng cho cây có múi. Thì chú muốn là cái sản phẩm của chú nó phải có một cái giá trị nhất định để cống hiến cho sức khỏe cộng đồng và có sức lan tỏa đến bà con dân tộc ở đây làm giàu trên mảnh đất của mình. Thì hiện nay là bưởi Măng Đen là có thương hiệu rồi. Chú làm xong cái tiêu chuẩn Việt Gáp này và phải tiến tới cái tiêu chuẩn quốc tế luôn để rồi cái quả bưởi của mình không những là tham gia vào thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu được. Qua buổi trải nghiệm thì con cảm thấy rất là thú vị về cái trang trại của mình. Cũng nhân dịp là mùa xuân sắp đến thì con cũng xin kính chúc chú với những quả bưởi ruột đỏ vỏ vàng như thế này ngày càng nhân rộng và có thể vươn xa lên tầm thị trường thế giới nữa. Xin cảm ơn cháu. Bưởi Măng Đen, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Kon Tum, phân bố tại huyện Kon Plong với diện tích 10 ha, sản lượng 200 tấn trên một năm, tiêu thụ tại Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.